Hello các bạn nhé, là mình là Thanh nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục vào ga Yên Bái nhá. Ui mẹ mẹ rét thế nhỉ. Đấy, mình thích vào ga Yên Bái nha các bạn nhá. Đấy, nói chung ga nào cũng được miễn sao là có tàu anh em ạ. Đấy, thế nên hôm nay hãy cùng mình vào ga Yên Bái đi xem tàu nhé các bạn nhá. Đấy, đi xem giáp Tết ở ga Yên Bái họ đã thay đổi những cái gì rồi nhá. Giờ chắc có tàu chưa nhỉ? Chắc chưa đâu. Chưa. Tên 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 tên. Giờ là những con xe chung của China Railway nhé bạn. Của China Railway tức là Trung Quốc ấy, Trung Cổ ấy. Đấy. Lạnh vậy. Lạnh vãi hò hôm nay em nhá. Đấy. Những cái toa xe như thế này là của Trung Quốc nha anh em nhá. Toa tàu như là của Trung Quốc hết anh em ạ. Đấy. Rồi người ta cũng không làm nữa. Nhân viên chắc họ cũng nghỉ Tết rồi. Đây, toa xe của Trung Quốc anh em ạ. Kia là mấy đen nó mắt được nhập khẩu từ Úc anh em nhá. Đấy. Giờ tôi mà được lái tàu chắc tôi cũng leo lên tôi lái kéo cái toa này đi quá. Mà tôi đã sửa xong đâu mà lấy đi nhỉ. Đấy, anh em ạ. Nếu trước tiên vào ga thì mình sẽ đi hỏi nhân viên gác tránh xem sắc của tàu như vậy anh em nhé. Để mình đợi. Đành phải đợi thôi chứ biết sao rồi. D5H058 này. Không còn mấy máy D5H nữa. Vậy cứ kia là mấy 063 anh em nhé. Dậy đi lên đây anh em ơi. Máy này nhìn thấy là máy sạch nhất nha anh em nhé. Máy sạch sẽ nhất trong tất cả các đầu máy đây là mắt anh em. Ở đây cho họ vẫn chờ chắn anh em nhé. Nó có tàu béo không mà đợi đóng. Này tụi để mình vào mình hỏi các bạn ạ. Hỏi vào tàu thôi. Trong khu đang sửa chữa. Nhưng mà sửa chữa đầu máy nó thế đấy. Ok. Mình cũng phải mình hỏi với anh em nhá. Ok anh em ơi, mình vừa hỏi là không có tàu đâu anh em ạ. Chán vãi cứt chả. Tôi dẫn giáp tiết đéo có tàu đâu. Đờ mờ chán vãi. Tàu cũng nghỉ. Không sao không. Mẹ tớ còn mới lỡ một đoàn đấy mà. Chắc cổ cũng ngủ hấp quen này. Rồi tớ sẽ đầu mãi cũng nghỉ rồi. Đấy. Chỉ thế thôi. Mẹ vào ai giúp máy buổi sẵn chả có tàu. Lỗi chả có tàu, buổi não chả có tàu. Lỗi mình tàu nó không thích mình hay sao ấy. Tàu cứ né né mình ý. Cái máy DH đang hăng sửa. Trong sửa chữa này. Đông Phong Hồng ấy, của China. Cái 007 này. Máy 007 cho nhau xem ấy. Giờ ông bắn tay mình. VRR Việt Nam Railway. Xong này chả còn cái mẹ gì nữa. A5 này. Tối qua nó vừa mới chạy xong. Giờ bác dĩ có một đoàn tàu chạy đi thì tối mới mấy gì. Những đầu máy DH này này 012 đấy. Mà sao mình thấy ngay nhá. Đầu máy ấy, nó không nối liền thẳng với nhau như kéo đi. Đi luôn nhưng mà còn phải tách ra bằng một cái toa tàu làm cái gì. Không mà nhìn cái tao cái gì. Đây là máy 005 nhá anh em nhá. Mẹ trèo xuống lên đây mà.
chả biết đi đâu mà. Thôi, sợ ngã, sợ ngã. Giờ mình cứ liều rồi cho. Mình sẽ qua mình chơi tí nhé em nhá. Chán này. Ê, ở đây có cây đào này, đẹp nhỉ. Cây đào này, đẹp đấy. Còn cái gì cái này chúng ta cùng tâm sự với nhau tiếp nhé. Vừa tâm sự vừa xem tàu nhá nhỉ. Thì thế thôi nha bạn. Vừa tâm sự với nhau vừa xem tàu thôi. Vào ngay mà xem tàu thôi. Cùng nhau tâm sự với mình thôi. Các bạn nhá. Ngồi tàu nó kiểu mẹ ấy. Nhưng mà làm thế nào cho tàu có đi vào đây. Nhưng mà đi hát này. Xung quanh chả có đoàn tàu nào. Về nhỉ. Bây giờ chỉ cần một đoàn tàu thôi mình cũng quay đi nhỉ. Không 019 này. Ở thật mấy 019 là người Yên Bái. Không có 018 đi đâu rồi nữa. DH 019 này. Không nọ mình thế mà chó hàng vào. Kéo hàng trên Lào Cai xuống. Hay từ Xuân Giao xuống cũng không biết được. Nhưng mà máy này đang làm máy chưa hỏng đâu anh em ạ. Vẫn kéo được. Màu sơn còn đẹp tốt. Đây máy 013 nha em nhé. Máy DH 013 đều 0H. Con này được nhập khẩu từ Mỹ rồi. À mà từ nãy là nói tàu hỏa nhiều quá rồi. Tâm sự với nhau mà nhỉ. Máy 029 nhá. Tôi định trèo lên nhưng mà thôi nha bạn. Tôi cũng sợ bắt lắm. Ở đây cũng có camera này. Đấy. Chất lượng nghiêm chỉnh. Tôi cũng có đôi lúc lần ấy quay video ở đây. Máy 003 này. Chỉ thế thôi, chỉ lắng tàu thôi. Có bát họ gọi mà đói à. Nhiều bát lắm anh em ạ. Máy 027 này. Thế mấy lồi à nhiều. Chán nhỉ anh em nhỉ. Rồi. Chúng ta cùng nhau đi tâm sự từng cái nhé các bạn nhé. Bây giờ tâm sự thật luôn này. Đấy. Cũng ra Tết rồi thì không biết nhà các bạn ra sắm sửa Tết gì chứ. Nhưng nhà mình thì cũng như nhà các bạn thôi. Cũng chưa sắm sửa Tết con mẹ nó gì cả đâu. Làm gì ai thì có tiền mà sắm Tết mua nhé. Đi bộ lang thang trong đường ray trên đường tàu thôi. Đấy chỉ thế thôi. Cuộn báo hiệu nó cứ màu đỏ màu xanh rồi nhìn anh em nhỉ. Cột báo hiệu không thể màu xanh hoặc màu khác được à? Đúng không các bạn? Đúng không? Đấy. Giờ thật bạn nhé. Nhà mình cũng ở thì giờ nhà ấy hộ người hết rồi anh em ạ. Mấy cái tổ lái, mấy cái ban đầu máy họ ông hả? Đóng cửa hết rồi. Tức xưa thật là không còn tàu rồi. Ban trực đội đầu mới. Giờ họ về hết rồi. Cũng chả có tàu đi đến đây đâu. Ba ngày Tết này. Ba ngày Tết ra đây. Cũng chả có tàu đâu. Ôi giời mẹ ơi. Thế đâu. Buồn. Công nhân xong các ga Yên Bái
Họ đang nghỉ làm rồi nha. Nhưng mà tàu khách thì nó cũng cứ qua đây thôi. Xong đây có một vài toa tàu hỏng. Hỏng bên này. Toa xe hỏng nè. Không phải toa xe hỏng nữa. Toa tàu ấy. Mà tàu không hỏng nữa, toa tàu này. Chả biết nó được chạy không nhỉ. Thế mình thấy nó có cứu hộ rồi. Anh em bạn nhá. Vào ga Yên Bái này. Cũng hôm qua mẹ mình lỡ một cái đoàn đi Lào Cai em ạ. Tàu nó cũng dài lắm. Một đồ mấy cháu như toàn xe rỗng rồi. Là những toa tàu rỗng như thế này này. Nhìn nhé. Sao tuyến Lào Cai không có, chẳng lẽ tuyến Hà Nội cũng không à? Đúng không? Mà xung quanh ga chả có một bóng người mẹ gì luôn. Chán nhỉ. Mình cũng tâm sự nhiều cái các bạn chứ. Đúng không? Bây giờ nhá. Nó thật với anh em luôn. Đợi một đoàn tàu đối với tôi rất khó. Không biết cái đoàn hàng tối qua nó chạy gì nhỉ. Tối qua tôi lỡ cái đoàn hàng anh em ạ. Đoàn đấy mà lúc tôi định quay nó nhưng mà mẹ gọi về rồi. Tôi đã xe tận ra đây rồi. Nhưng mà nay mẹ tôi biết chuyện là không có tôi đặt xe ra nữa. Và vì thế nên là ở đây ông đóng cửa này. Đóng cửa tức là bây giờ không còn một bóng người ở ga Yên Bái trừ người dân ở đây và tôi. Còn lại là không một người. Không có bóng người đâu nha mọi người. Trong khu ga, ở đây cũng có. Trong khu ga cũng có cây đào nha mọi người. Thế thôi anh em nhé. Ok gọi này. Nãy mình cũng thấy một vài người ở đây. Mình chán chả có tàu. Thế trong mình cũng... Đây đây nha. Trong mình cũng buồn. Cô đơn. Kìa, nó này. Kìa, mà kêu tao sẽ trở giàu kìa. Đúng là tôi mới quay cho em xem luôn đấy. Chúng ta cứ đi bộ với nhau tuyến Hà Nội ra cái thứ thôi. Kìa, nhớ nha kìa. Trạm khám chữa toa xe Yên Bái. Toa xe đường Trần Hưng Đạo. Đường Trần Hưng Đạo. Ok. Tập sự với nhau. Rồi cỡ nói thật với nhau các bạn. Rồi cũng phải có tàu chuyền. À mà làm giáo là có tàu. Đây là tàu Lào Cai thôi. Rồi sẽ xuống hỏi chắn Hà Nội xem. Không có tàu Lào Cai thôi. Chứ làm mẹ thì nó không có tàu Hà Nội đâu. Hôm qua tôi chả đợi được một đoàn. Không đợi được một đoàn tàu như vậy. Đấy, khu chợ qua nhộn nhịp như thế này. Giờ nhộn nhịp và vui nhộn luôn. Có lần mình xem video. Xem video thì có ảnh máy D5H đứng ở đây này. Không biết đâu. Đấy, khu chợ ga trên nhà xe là có chú công an nhỉ. Thôi cái gì cái giờ tôi sẽ sang khu nhà dân bên kia thôi nhỉ.
thế là tôi sẽ lại đấy để sưởi ấm. Đấy cũng có rau này. Thế họ cũng, ở đây họ cũng biết trồng được thứ. Lúc đầu tôi cũng định là xuống đấy để vào đấy để mà ấy không làm gì á, để sưởi ấm nhưng mà thôi, nhưng mà tôi nghĩ lại kết cục của tôi mấy hôm trước rồi. Mẹ ăn nổ cho banh mà. Mẹ sẽ hôm nọ, sẽ hôm đấy. Mẹ có bật lửa ấy. Nhưng mà thế đấy hả con? Thế có gì không? Nè. Nè nè. Thế gì không? Trong khung cảnh Tết như thế này nó lại cũng buồn chứ, buồn hiểu không? Có gì hết cá đâu, cá gì hết đâu. Nước trọng tải tối đa, giờ tao biết nước này cũng cần trọng tải, cơ sở này cũng cần trọng tải. Thế chào bà. Đây, nhìn nha. Ra tàu chở dầu đây. Hoa tàu này cũng đẹp nha anh em. Không biết anh em nào cũng thấy không, chút tàu như toài đẹp này. Đẹp mà. Tôi một chỗ lần đấy, em sẽ chồng một lần. Nếu như thằng ngoại lên tiếng Lào Cai ấy, rồi sẽ xuống tiếng Hà Nội. Trồng rau cũng rất là tốt. Chán nhỉ. Mình cũng có một căn nhà trong đây chứ. Trong khu ramen ga yên bãi như thế này chứ. Quay tàu các bạn xem nha. Trước mặt này là chợ. Nếu muốn đi có phương tiện tàu hỏa rồi. Đúng không? Bạn mình nhớ rủ mình đặt xe chỗ tàu nhà cô nó. Chắc nhà cô nói thì chắn Hòa Bình hay sao ấy. Mình lúc đầu cũng chán rồi, định nói nhưng mà thôi các bạn ạ. Có tàu mà tôi không sao. Test nốt vận lần cuối, mong là có một đoàn tàu. Tàu gì cũng được, chạy mấy đơn cũng được, tàu hàng cũng được, tàu khách cũng được, mà tàu khách không có đâu. Mẹ chỉ có tàu hàng, tàu khách chạy đêm thôi. Mẹ muộn cũng được. Bao giờ có tàu nữa, tôi không phải nhân viên đường sắt đâu.
Có 2 ngày chúng tôi về quê. Các bạn, cái ông vừa giao hàng ấy nhá. Mẹ ông bảo chỉ có 2 ngày chúng tôi về quê. Mẹ ông đéo ông đi qua nhà mình. Sông cầu ra Yên Bái. Ôi nhớ nhỉ, bên kia đường tàu. Nếu nào tôi quay tàu ra thì cũng được này. Quay tàu rồi ra chỗ này này. Đấy. Tàu hầu ra như này. Đấy, đẹp thấy không? Cả chỗ này đẹp và hợp lý. Công trình như lông mép của nó đúng không? 2 cống tròn. 2 mét, 2 cống tròn đây là mà. Địt mẹ quả cống rồi, nó vùng rơi. Mà tôi là sập xuống phát địt mẹ sẽ kết cứu ấy. Lòng cháo tiếp tay. Lòng nước cứu ấy. Tôi ăn ở đây là phụ thôi, còn chủ yếu canh tàu là chính thôi. Ta Tết thì đến nơi rồi, người ta cũng rộn ràng. Người ta phải vội vàng đi mua sắm Tết chứ. Chắc lái tàu cũng vậy thôi. Họ cũng là con người, họ cũng phải cần phải đi kiếm tiền ấy. Nhưng mà thông cảm cho họ. Em nhé. Ok. Ok anh em ơi, và tôi có thêm hy vọng với anh em ạ. Đấy, các chắn khác thì họ không có tàu, chắn này riêng chắn này nhé. 12 giờ trưa nay có tàu từ Hà Nội lên anh em ạ. Mã của nó là 2605 hay sao ấy anh em ạ. Từ từ thôi nhá anh em nhá. Hẹn gặp lại các bác sau, bye bye.